dạ. Dán chú, dán chú chú thôi niệm Phật đàng hoàng. Nam mô A Di Đà Phật. Dán chú biết bà có cô gì hát cho mẹ rồi biết cần chi nhỏ ra ơn ngài công sáng trợ cho cha hận giúp học cơ duyên. Nam mô Di Đà Phật. Hạnh viện, qua hạnh viện có đứa cháu ai dạy con cúng lại. Hỏi cho tụi nghe. Bà nội con. Dạy bà nội. Lúc bà nội con dạy con cúng lại, con có chịu không? Chịu. Chịu ngay lại đàng hoàng. Ngồi chứ bạn đây đàng hoàng. Cho bé tự nhiên nuôi vậy. Bé còn nhỏ mà biết cúng lại gì là quý rồi. Để bé tự nhiên. Quý lắm mà con ơi. Nói chung quá thì nó xíu thì lên chở mầm mà nè. Thành Lưng năm nay là 40 tuổi rồi mới gặp đứa bé này, quá trời phụ minh rồi. Chí tệ của đứa bé này. Thì chùa đấy rồi, chùa chỉnh tùm lum hết chứ, cái này núi. Mới gặp lần đầu luôn. Ở đây là chỗ mỏ két con. Mỏ két. Bảnh mấy chú ngồi rồi nói đạo. Nó nói mỏ két theo giống mỏ ớt gì. Không có quyền. Nãy nó vừa mới nói gì. Nãy con ớt chứ ơi, làm vậy nha. Tại bé bảnh. Nãy nó quen nó chỉnh luôn. Mà bố có lấy mới. Nó kêu ớt ớt á. Nó này cho con ơi, con kiếm nó khỏi chuyện thôi má. Dạ, chuyện nè. Đọc bốn câu chắc tay là niệm Phật đàng hoàng, đọc bốn câu kìa. Dạ. Dán chú, dán chú chú. Thôi niệm Phật đàng hoàng. Nam mô A Di Đà Phật. Dán chú biết bà có cô gì hát cho mẹ rồi biết cần chi nhỏ ra ơn ngài công sáng trợ cho cha hận giúp học cơ duyên. Nam mô Di Đà Phật. Thôi thôi, để mấy chú nói chuyện nghe nha. Con em đi chạy xe tên lạnh ở nhà. Con có đọc giảng không hả? Dạ có. Nhà đọc giảng hả? Dạ. Cái hỏi từ từ rồi thôi, nó cho nó ngồi với mà chơi vậy. Ở trên đây là cái mỏ ông cát nè con, mai mốt mà có đi núi nhớ nhắc chứ bà con là lên mỏ ông cát nha. Dạ. Mỏ ông cát đây mình giếng mỏ ông cát cho chư thần gia hộ cho mình mạnh khỏe. Ê nhô có luôn mà ba ơi. Ê nuốt kìa, ê nuốt luôn cấm á. Ồ luôn cấm nè, ồ luôn cấm có Phật Di Lạc phải không? Ờ luôn cấm á, nữa mình quay luôn cấm luôn. Kè kè cho chú Lưng cho con cái chai và con uống nước đi. Uống nước đi. Chú cảm ơn con. Rồi để uống nước cũng cái thấy thương nữa vậy. Rồi uống nước cũng thấy thương nữa. Đổ uống đi, uống đi bà nội cầm. Uống miếng nữa này nói chuyện chú nghe. Hút xíu rõ luôn ca. Đổ vô ca hả? Đổ ca làm gì? Cái nắp đó con, nắp nè, nắp nè, nắp nè. Nắp nè, cái nắp đó, cái nắp nè, nắp chai nè. Chai đâu? À, lúc mình sớm tôi hỏi em nó quý lắm gì vậy? Nó ăn chai nữa đó, nó ăn chai trường nữa đó. Ăn chai trường nữa. Ăn chai trường nữa đó, đâu phải mới gần đây ăn chai trường gần đây. Im lắm. Đợi quý rồi. Ở trên nó hết bấm gì mấy tuổi đời mới gặp Lưng. Xin phép cho Thành Lưng hỏi đứa bé này nha. Rồi cứ vô hỏi đi. Thì chú hỏi nghe chú chào con. Thì là con á, bà nội con á là dạy con á là tu hành này lâu chưa con? Dạ rồi. Lâu rồi ha. Rồi con ăn chay lâu chưa? Thì nghe nội nó ăn chay lâu chưa? Dạ rồi. Ăn chay lâu rồi hả? Dạ. Ăn chay lúc mấy tuổi? Nhớ không? 4 tuổi. À tụi làm ở đây rồi, đó. Rồi con cũng có thường hay đi núi với bà nội không? Không, có mà đi cúng một núi Ông Cấm à. Ờ, đi cúng một núi Ông Cấm. Rồi đứa bé này nói thì Thành Lưng nghe được là đi cúng một mình lên núi Ông Cấm à. Là lên trên núi Ông Cấm thì anh có gặp ông Phật Di Lạc không? Ông Phật bự á con. Không có. Ờ, vậy mình chưa giếng ra chỗ đó ha. Rồi đi núi có vui không? Vui. Xíu hả? Ờ, sao mà mẹ con cũng xíu có nhớ. Đi nữa. Nãy con vô con gặp ông hổ không? Có. Mà con hổ kêu ghét của cha chứ. Hổ thiệt không dạ? Ông hổ kêu sao đâu con có thấy. Ông hổ kêu sao? Ông hổ kêu sao con kêu lại chú Lưng nghe coi. Không. Cực. Con thử nha. Thiệt vậy à? Hổ giờ thiệt hay giả? Giả. Sao biết giả? Con cái này là cái trượng mà vậy là cái tượng mà vậy đó có biết đi không đó
nó đứng mà nó có nằm đâu. Ồ, phải rồi. Mình không biết đúng tôi hỏi ông hỏi thiệt không chứ. Chủ thiệt là nó biết đi. À. Cái con này nó không biết đi. À, người ta giải thích đàng hoàng, hổ thiệt biết đi, hổ giả nè, tức là hổ giả là không biết đi. Này sao nó đi được? À, là nó dính xuống đó là đi không được đó ha. Đi đây là nói chuyện đi. À, còn ngoài á. Chỗ viện ấy, ở chậm nữa nữa. Chó nó bị dính ra viện trong miệng đó. Dính ra viện trong miệng. À. Thì con nghe chú Lương hỏi nè, con có đi học mẫu giáo chưa? Dạ chưa, chị ba con nghỉ hè con mới đi. À, chừng nào chị ba nghỉ hè mới đi. Ừ. À, ông hỏi nghe nè, à, con ở đâu? Con ở Ba Hòn, Kiên Dương. Ừ. Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang ha? Kiên Dương. Kiên, ở Kiên Giang hả? À, quyện, quyện, biết tới quyện à. Kiên Dương ở dạy Ba Hòn. À, Ba Hòn. Kiên Lương, Ba Hòn. Là Ba Kiên, xã Kiên Lương. Lương. Bây giờ là thị trấn rồi, thị trấn Kiên Lương. Tại con thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương luôn. Dạ, hồi đó con ở đó mà. Con ở tại chợ Kiên Lương. Đông lắm, sớm ngoài cái việc ngoài cái mấy bài cúng ra rồi con có thuộc cái đoạn giảng nào nữa không? Hôm muốt hồi nãy dạy con. Là mình có bài nói vậy. Thì là chi sao đi núi là con là thần tượng luôn đó. Chuyển kìa, kìa. Chờ chuyển thì ắt có mưa. Thì thưa bà con, ở đây là một cậu bé phải nói là rất là thông minh, vì là có một cái trí tại bên, nói chung là đã biết vừa đọc bài cúng rồi vừa biết niệm cái câu mà hồng quay Đức Phật đó, là cái đó là cũng rất là thông minh mới biết được cái câu đó. Còn một việc này rất là quan trọng luôn. Để tôi hỏi cho nè. Con chim ơi, nè con ngoài cái việc mà con nhỏ tuổi vậy đó thì chú có nghe nói là con còn bú sữa đúng không gì? Dạ. Con 100 chữa con mới không muốn. Dạ. 100 tuổi không muốn. Nó còn uống sữa mà đi nó có đồng đạo nó mắc cỡ lắm. Ờ. Phải nói đây mình sữa tôi uống im quá. Nhưng mà chiều không uống đâu, bây giờ mai rồi. Mai về hả? Thì tối uống hả? Lấy gì uống? Sữa. Không có đem theo. Thầy chói hả? Thầy chói thì mong ngủ thì bơ uống sữa. Thì con nghe chú Linh hỏi nè, thì con á là thường ngày á là con có niệm Phật không? Dạ có. À, con niệm Phật sao niệm cho chú Linh nghe coi. Chú nghe lớn 3 tiếng nè. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Cậu bé 4 tuổi mà niệm Phật nghe rất là thân thoát và em mà con ơi. Thì lúc này phái đoàn của anh Hồng cũng đang lên tới rồi. Anh Hồng trên dũng lên tới rồi. Xin chào luôn nha. Xin chào nha. Đại dũng nữa. Thôi cùng luôn hết trơn á. Thôi chuối đi. Rồi hôm nay Thành Linh được mọi cậu với Kim Dũng nha, rất là có gì ra không hẹn mà gặp với Kim Dũng. Dạ xin chào. Đi núi đi, đưa chuối cho mấy quý vị đang lên. Mới lên nha. Đó mô với đó. Chuối nát. Chuối nát. Chuối nát. Chuối nát. Chuối nát. Chuối đúng là nó mềm như trái chuối quý vị ơi, chuối nấu mà trái chuối nấu à, chú nấu phải rồi, đổ đâu chú chín rồi ơi dạ. Hôm nay phái đoàn của chú Hai Dũng cùng với Quỳnh Hồng quý vị lên hương cát, không có cản được tới chú chạy nữa rồi nha quý vị. Để một cậu bé này nè quý vị, mới 4 tuổi mà quá thông minh nè quý vị, biết đọc bài cúng nữa quý vị, một bài cúng luôn. Mấy cô đi bao nhiêu người mới được? 200 không? 200 không? Con ra con đứng chỉ cái tay lên vậy nè. Đứng lại đây. Chỉ cái tay lên đó. Đứng lại đi. Con giơ bàn tay lên nha. Không chỉ vậy. Con giơ tay lên nè. Giơ tay lên nhìn nè ha nha. Đứng nghiêng ra chú nè, chỉ lên. Rồi, con đứng nghiêng qua chú này nè. Con đứng dòm qua đây và tay con chỉ thôi, con đừng dòm lên đó, con dòm chú nè. Dòm nghiêng. Rồi con dòm đây. Giơ bàn tay con, giơ bàn tay hết luôn. Vậy đó. Vậy đó. Rồi vậy đó. Chỉ lên. Chỉ một ngón thôi. Nắm lại. Chỉ ngón, nắm lại chỉ ngón lên. Lộ rồi bà con ơi, lộ rồi. Chỉ dòm thẳng lên. Dòm thẳng lên. Ơi.
Ôi, quá đẹp rồi. Bò nó chỉ lên cái mỏ ông két đó quý vị. Lên đó là cái mỏ ông két nó có biến đó quý vị. Em nhỏ chỉ lên đó vậy không? Rồi con niệm Phật cái đi con. Niệm Phật đi con. Rồi chắp tay niệm con, chắp tay niệm đi. Đấy, chắp tay. Quay đây con quay đây nè. Đây nè. Rồi, cảm ơn con. Rồi. Mà nghiêng ngả tùm lum chân. Âm đến sao rồi. Quý vị ơi. Quý vị ơi, nó bé rồi. Tới chu kỳ rồi quý vị ơi. Quý vị ơi, cái này nó tới chu kỳ rồi. Cái bài cúng miệng con. Một hai đoạn ngắn, cái mỏ ông cát nó quay như thế nào nghe quý vị. Dạ. Chút xíu em cháu cúng xong rồi cũng chia sẻ cho quý vị để tìm hiểu. Nếu ai không tin cái mỏ ông cát quay thì đi đến đây để coi thử coi đúng theo lời của đồng đạo Hồng nói hay không. Dạ. Vậy đó, quá dữ quý vị ơi. Một lát xem nha. Dạ, vậy là chắc này đã Hồng đang cúng Hồng. Rồi, chuẩn bị cúng. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cúng rồi đấy ạ.